Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh tốt dựng chung tôi. Hôm nay là buổi sáng mình ở quê thì mình cho gà ăn. Đây là mình cái khu mà để nuôi gà mới lớn các bạn, từ nuôi lên khoảng 700 gà một ký đó. Thì cái khu này chiên cho gà đó. Đây là mình trồng cỏ rồi hết luôn, gà nó có đói bụng hay gì đó nó cũng ăn cỏ được. Chuối, trồng chuối rồi để cho con gà ăn các bạn. Thì còn là thức ăn riêng cho ăn, cho nó ăn vào buổi sáng, vào buổi trưa, buổi chiều. Còn cỏ đồ xung quanh đó, cho gà đi đỡ sình. Thứ hai là lúc nó bụng thì nó ăn. Chuối rồi cũng trồng rồi, chuối cho gà các bạn. Này mình làm cái chuồng bằng lá ở trong thì mình đổ cát rồi hết luôn các bạn, để cho con gà nó khô chân rồi không bị ẩm ướt được, làm cho con gà nó phát triển nhanh hơn. Ủa gì cho hai mẻ là hết luôn vậy? Nó ngăn ra làm hai vách riêng luôn, bên gà lớn hơn tí, bên kia thì gà nhỏ hơn. Mình qua bánh mình quay cận cảnh cho các bạn xem nhé. Sao có hai mẻ với tư mày? Cho mày đen không không? Nhà điện còn không? Không. Có cho ăn chưa? Mấy con này thì cho qua đây ăn nè, không ăn đâm đầu quên đó anh chi. Đó mình quay xung quanh cho các bạn xem hết luôn. Đây là bờ ruộng của mình đó. Đây ruộng này nhà mình trồng lúa các bạn. Mình đi ở thành phố quen rồi, mình về quê mình cảm thấy rất là thoải mái, không khí trong lành, không có sự ồn ào bon chen. Tôi xin phép là cắt video tại đây nhé, các bạn đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.